hôm nay em cũng tham gia đi bỏ phiếu của bầu nghị viện châu Âu này. Ngày hôm nay là cái ngày bỏ phiếu cuối cùng và lớn nhất trong cái kỳ bầu cử sẽ định hình hướng đi của châu Âu vào năm tới. Thì 27 quốc gia thành viên EU bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 6 tháng 6 và kết quả sẽ quyết định cái thành phần của nghị viện châu Âu và lãnh đạo ủy ban châu Âu. Em thì em cũng không có hiểu về chính trị lắm, nhưng mà ông xã là cũng đã giảng dạy một chút xíu rồi. Thôi thì em cũng cứ đi là bầu cho cái người mà người ta đang ủng hộ những người đi làm tại Đan Mạch và giúp đỡ cái những người già, lớn tuổi và trẻ em. Đây là cái phiếu bầu của em nè. Đó, sau khi em đưa cái phiếu bầu như này thì người ta hỏi tên, tuổi, địa chỉ xong xuôi đâu đó là người ta đưa cho em một cái tờ giấy như này. Thì cũng không có nghĩ là em ở Đan Mạch lâu rồi, nhưng mà em cũng không nghĩ Đan Mạch nước nhỏ xíu à, hơn 5 triệu dân. Nhưng mà có tới 11 đảng. Đó, có tới 11 đảng, cũng may ông xã ông thông não cho rồi, chứ nếu mà không thì em cũng không biết là bầu ai. Đó. Và nó có cái bảng hướng dẫn và chỉ dẫn là mình sẽ bầu như thế nào, rồi bầu cho ai như thế nào là đúng, và nếu mà mình thay đổi ý định thì mình sẽ làm như thế nào. Rồi, thôi chào tất cả mọi người nhé. Em phải bỏ cái điện thoại xuống để em lấy cái viết, em viết vô, tại vì cái này là bí mật, thành ra không có thể nào mà đưa lên mạng được. Và rất là nhiều người còn đang đợi bên ngoài nữa. Đó. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.